Hello mọi người, lại là Hạnh đây. Và hôm nay mình sẽ cùng nhau gặp trong một video mới. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một chiếc áo bralette với màu phối loang nha mọi người. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem làm như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn phần nguyên liệu chính nha. Với phần nguyên liệu ngày hôm nay mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một cuộn len 100g. Nó nhiều hơn ạ. Đây là một cuộn len 100g mình đã sử dụng, nó còn chỗ này. Len Yahoo mà có màu loang nhá. Thì 100g là không đủ đâu nha mọi người. Tại vì mình còn phối thêm một số màu khác ấy. Nếu như mà mọi người muốn sử dụng hết một chiếc áo như thế này thì mọi người phải cần 2 cuộn thì mới đủ. Đó. Phần viền thì không đủ cho nên là mình móc phần viền bằng cái màu tím nhạt. Thì mọi người nhìn thấy trên video mọi người sẽ thấy cái sản phẩm của mình có một phần là tím nhạt đó. Ngoài ra thì với kim móc, hôm nay mình sẽ có hai loại kim móc, là một loại 4.5mm là móc ở phần chân áo và cũng như là phần viền áo. Còn phần thân áo chính là móc 5.5mm. Cho nên mọi người hay hỏi là tại sao ở phía dưới nó bo hơn còn phía trên nó phồng ra, thì cũng một phần do cái phần kim móc này này. Ở trên mình sử dụng kim móc to cho nên nó sẽ phồng ra hơn là so với cái kim móc nhỏ. Ngoài ra thì vẫn cần có kéo này, kim khâu này. Đó, thế thôi là mọi người đã móc được cái áo ngày hôm nay rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Trước hết mình sẽ tạo phần viền của thân áo nha. Đây, yau. Màu loang này rất là xinh. Cái phần viền của thân áo mình sẽ sử dụng kim móc là 4.5mm nha cả nhà. Bây giờ các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt trước này. Đưa vào. Cả nhà móc lên cho mình tổng cộng là 15 mũi bính nha. Đó, đây là dây bính của mình. Bây giờ mọi người sẽ bỏ qua chân mũi mắt xích đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai. Đây là mũi đầu tiên, đây là mũi số 2 này. Móc cho mình một mũi đơn. Đây là mũi đơn đầu tiên. Tổng cộng là 14 mũi bính. À, 14 mũi đơn. Sorry mọi người, trông nó hơi mất thẩm mỹ một tí. Nó xoăn vào như này, tại vì nó còn bé ấy. Rồi, bây giờ tiếp tục để móc phần viền áo. Đây là độ dài của phần chân áo nha mọi người. Đó, ai mà muốn móc ngắn hơn thì mọi người sẽ tạo cái dây bính ngắn hơn thôi. Còn với mẫu này của mình sẽ móc 15 mũi bính. Thì tổng cộng ở đây sẽ có 14 mũi đơn. Rồi, bây giờ các bạn móc lên một mũi mắt xích này và xoay lại. Để tạo thành cái đường gân ấy thì các bạn bỏ qua chân đầu tiên nhé, móc vào chân thứ hai, nhưng mà móc vào giữa cái khe này, đừng móc vào đây mà móc vào giữa khe thôi, thì nó sẽ tí nữa nó sẽ có một cái đường gân nổi lên ấy. Bây giờ mọi người sẽ móc tiếp vào đây tổng cộng cho mình 14 mũi bính, à 14 mũi đơn. Đó, thì mọi người sẽ tạo được cái đường gân. Bây giờ móc hết đến hết hàng nha. Mỗi chân mũi thì móc một mũi đơn cho mình.
Sau khi móc được 14 mũi đơn đến cuối hàng thì các bạn móc lên cho mình một mũi mắt xích và lại xoay sản phẩm lại và lại móc vào cái khe này. Đó. Bây giờ mọi người sẽ tăng số hàng ra nha. Cái này thì nó sẽ là mọi người đang móc phần chiều dài của phần chân áo. Tức là nếu như mà cái vòng chân ngực của mọi người nó là 90 chẳng hạn ha, thì bây giờ mọi người sẽ móc cái số hàng dài bằng 90. Tức là mọi người sẽ ướm cho nó vừa nha. Phải quan tâm tới độ giãn của len nữa. Một số loại len, ví dụ như cô tông Việt Nam ấy, thì nó sẽ không có độ giãn nhiều ấy, thì mọi người sẽ phải móc nới lỏng tay hơn và móc dài hơn so với cái vòng ngực của mọi người, không thì mọi người sẽ bị móc nó chặt ấy và không luồn được vào người đâu. Thế còn với cái loại này của mình ấy thì len này nó có độ đàn hồi và giãn hơn, chính vì vậy mà mọi người có thể móc được cái kích thước vừa phải, tức là không cần quá là rộng đấy, thì mọi người có thể cân đối nha. Đấy, bây giờ mọi người móc như thế này rồi lại móc lên một mũi mắt xích này rồi lại xoay lại. Nó như kiểu móc khăn ấy. Đấy, rồi lại móc vào chân mũi thứ hai đây. Cứ thế thì nó sẽ dài ra, rất là dài. Và mình sẽ móc nó phù hợp với lại cái vòng chân ngực của mình. Rồi sau đó là mình sẽ cho mọi người update tiếp nha. Tại vì số hàng thì nó sẽ phụ thuộc vào kích cỡ và size số quần áo của mọi người ấy. Cho nên mình sẽ không thể nào mà cho mọi người cái con số chính xác được. Thì mọi người sẽ áp dụng và tự đo cho bản thân mình nhá. Ok. Đây là cái dây sau khi mình đã móc xong phù hợp với chiều dài lưng của mình nhá. Đó. Mình không đo chính xác là bao nhiêu, mình cứ ướm một người thôi. Bây giờ mình sẽ kết nối hai cái phần này vào với nhau. Đây, đây là cái phần mũi của mình nhá. Mình sẽ gập vào đây. Như thế này. Được chưa? Để mình xoay ngược lại nhá. Nó đi từ phải sang trái. Đó, như này. Thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi đầu tiên này. Và chân mũi đầu tiên của mình là ở đây. Vị trí này. Đây, chân mũi đầu tiên. Xuyên vào chân mũi đầu tiên bên này. Kéo qua. Kéo qua này. Đưa qua vòng tròn này. Đó. Chân mũi số 2 đây. Mũi mắt xích số 2 của mình ở bên này là đây. Đó, các bạn sẽ cứ chập nó vào, xong rồi dùng mũi trượt. Các bạn trượt cho nó đúng mũi nha, không là lại nhầm đấy. Là tí nữa nó bị lệch ấy. Ok, và mũi cuối cùng. Trượt qua. Đó, vậy là các bạn đã nối được hai phần lưng áo với nhau. Nó sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc sang cái phần thân áo nha. Đây là phần chân áo. Để móc phần thân áo thì bây giờ các bạn sẽ đổi cho mình một cái kim móc to hơn. Mình sử dụng kim móc lớn hơn 1mm nữa là 5,5mm. Rồi móc lên cho mình một mũi mắt xích này. Đó, bây giờ các bạn sẽ thực hiện móc mũi đơn xung quanh viền áo nha. Bắt đầu mình móc mũi đơn này. Đây, vị trí móc mũi đơn đầu tiên nó sẽ là tại chính cái chân này. Ok. Tiếp theo sẽ là tại cái dây đường này này, ở giữa.
Tiếp theo là tại cái dây này. Rồi dây này. Các bạn sẽ móc xung quanh cho tới cái mũi đầu tiên nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tiếp nha. Ui, cái áo này móc nói chung là khá là dễ đấy mọi người ạ. Ok, sau khi mà các bạn đã móc xong xung quanh đều là mũi đơn hết này, thì đến mũi cuối cùng bây giờ mình sẽ thực hiện là móc vào vị trí đầu tiên này. Mũi đơn đầu tiên mình móc ấy, một mũi trượt. Đó. Sau khi trượt xong thì các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi mắt xích này. Và xoay sản phẩm lại. Xoay thì bây giờ cái mặt này của mình nó là mặt phải này. Các bạn luôn luôn nhớ là tí nữa khi mà mình nhìn sản phẩm mình sẽ được biết nha. Là cái vòng mà mình có một cái hạt ở giữa này này, như kiểu cái cúc ấy. Tức là mình sẽ móc một cái họa tiết tròn ở giữa như thế này thì nó luôn luôn là ở mặt phải. Chính vì vậy bây giờ mình sẽ móc cái họa tiết nên nó phải quay ở mặt phải này mọi người. Đấy, mặt trong này là mặt trái này. Bây giờ để bắt đầu tiếp tục thì các bạn sẽ từ cái mặt phải này, các bạn chia đôi cái áo này thành hai phần cho mình. Nếu như các bạn thích thì có thể đếm cũng được nha. Nhưng mà mình thì mình sẽ chia theo kiểu chay thôi. Mình sẽ tự chia đôi ra. Đấy, đây là cái mũi ở giữa này. Sau đó từ mũi ở giữa này mình sẽ chia đôi thêm một lần nữa. Chia đôi thêm một lần nữa để biết cái vị trí móc hai cái cắp ngực ấy mọi người. Ngực mình chia làm đôi mà. Thì mình sẽ chia đôi cái đoạn này ra nữa. Tức là chia cái áo này thành mặt trước và mặt sau này. Và mặt trước chia thành hai phần. Đó. Thì bây giờ các bạn có thể đếm mũi mắt xích cho chuẩn xác nha. Hoặc là lại chia theo kiểu gấp gấp như vậy cũng được nhá. Bây giờ mình sẽ đếm mũi để mình chia cho các bạn xem nha. Đây là cái vị trí đánh dấu mà mình đã chia đôi cái này ra. Cái phần này các bạn không cần quan tâm nữa, lại bỏ nó ra. Mình chỉ cần quan tâm cái mũi ở giữa này thôi. Rồi, bây giờ sau khi bây giờ nhớ là mặt phải nha. Thì mình sẽ tiếp tục móc như sau. Các bạn sẽ móc các mũi mắt xích này đều là mũi đơn cho mình. Mũi đầu tiên này. Móc cả vào chân này. Móc mũi đơn. Móc hết cho tới đến cái chân mũi mình đánh dấu là được nhá. Tí nữa đến chân mũi đánh dấu mình sẽ cho mọi người xem ra cách móc cái hình bỏng ngô nhá. Bây giờ mình đã móc đến chân mũi trước khi cái chân đánh dấu này. Thì có một phần rất là hay. Đó là mình có một cái cuộn len kiểu len cờ ấy, mình order ấy, khá là xinh. Thì mình muốn làm cái này dùng để làm cái phần cúc áo. Nếu như mà ai mà các bạn không có thì cũng không sao cả, mọi người cứ dùng cái len này nha. Còn nếu như mà có thì sẽ xinh hơn, tức là mình sử dụng một cái điểm nhấn hơn ấy. Bây giờ như này, trước khi như thế này rồi nhá, thì mình sẽ bỏ ra, mình trượt vào để mình thay len ấy. Đó, cái này các bạn để dưới đã. Đây là cái điểm đầu của len này. Len này nó được phối mấy sợi khác nhau ấy, mình không biết là như nào. Không biết được gọi tên là như thế nào. Các bạn đưa len qua cái chỗ này. Cái sợi này các bạn rút lại để ngang ra nhé. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ thực hiện đâm vào cái chân mình đánh dấu này. Móc. À, trước khi móc các bạn lấy len một lần này. Mình bỏ ra nhé, cho các bạn nhìn rõ.
các bạn đâm vào chân mũi ở dưới này. Một lần. Lấy lên qua. Hai lần. À nhầm, sorry mọi người. Sorry. Mình lỗi kỹ thuật một tí. Đây, lấy len một lần như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ đưa len qua hai cái sợi này đã. Rồi, đến đây dừng lại. Bắt đầu lấy len tiếp, rồi lại đưa qua. Rồi lại đưa qua hai cái sợi này. Bây giờ nếu như mọi người, tức là điều chỉnh theo cái độ to của mọi người nha. Nếu như cái hai cái cục này vẫn còn nhỏ thì các bạn sẽ lấy len xong lại đưa qua tiếp. Làm khoảng 5 lần đối với len thường. Còn len này thì mình nghĩ chỉ khoảng 3 lần như thế này là đã quá là to rồi đấy. Như thế này. Rồi, 3 lần. 1, 2, 3. Còn cái dây này là dây kia không tính nhá. Thì còn nếu như mà len thường các bạn sẽ làm 5 lần cho mình nhá. Sau đó lấy len này. Sau khi làm 3 lần hoặc là 5 lần xong, các bạn sẽ đưa len qua tất cả các sợi này. Đúng. Rồi. Thế thôi. Và bây giờ mình sẽ thực hiện như sau. À, sorry mọi người. Các bạn sẽ đổi màu đã. Mình phải đổi cái sợi này lên. Mình sẽ chuyển màu, chuyển bằng cái sợi này. Kéo sang. Rồi. Đó. Bây giờ cái mũi đầu tiên mình sẽ lại đánh dấu vào. Để mình lấy cái này. Nó là cái mũi ở đây này. Mọi người thấy không? 1, 2, 3. Đây là 4 đúng không? Thì nó chính là cái mũi này. Là 4. Rồi, thế thôi. Bây giờ cái sợi này mọi người cứ vứt nó ở đây nhá. Mọi người tiếp tục cho mình. Mũi bên cạnh là đây. Móc mũi đơn như bình thường. Thì ngay lập tức nó sẽ bị kiểu hơi vón vón ấy. Thì mọi người sẽ đẩy nó lên. Thì nó sẽ thành một cái nổi ở trước ngực như thế này. Đó, thấy chưa? Rồi, mấy cái sợi ngắn ngắn này thì mọi người cứ đặt ngang ra để giấu nhé. Còn lại móc hết mũi đơn cho mình. Móc đến cái mũi đầu tiên luôn. Kể cả mặt sau cũng thế. Tại vì mặt sau thì mình không có làm trang trí gì cả. Cho nên là mặt sau thì các bạn không cần quan tâm. Đó. Cứ móc đến cuối hàng nhé. Ok, sau khi các bạn móc được đến hàng cuối cùng thì các bạn trượt vào chân mũi đầu tiên này. Rồi. Và móc lên một mũi mắt xích và lại xoay sản phẩm lại. Lúc này các bạn sẽ ở mặt bên tay trái. Và luôn luôn nhớ là sau mỗi một hàng các bạn phải quay sản phẩm lại nha. Rồi, bây giờ với mọi chân mũi các bạn đều móc cho mình mũi đơn hết. Vòng này sẽ móc hết tất cả mũi đơn. Móc, đây là các bạn đang móc ở phần phía sau của áo nha. Còn cái phía popcorn này nó đang ở bên tay phải của mình. Bây giờ các bạn móc hết cho tới cái chỗ kia thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Cái chỗ cái cục lúc nãy mình có móc ở cái phía trước đó. Thì các bạn móc hết mũi đơn thì mình sẽ hướng dẫn đến đó nhé. Ok, mình móc hết này. Thì đến cái vị trí này thì các bạn thấy nó sẽ có các cái mũi hơi khó nhìn một chút này. Rồi, cái cục này thì các bạn sẽ móc vào vị trí cái kim mũi mình đã đánh dấu nhé. Ngay ở trên phía đầu của các bạn thôi. À nhầm, ngay ở trên phía đầu của cái cục đấy. Đó, nó sẽ có một mũi mắt xích các bạn móc lên. Rồi, bên cạnh thì lại là mũi của nó rồi, bình thường thôi. Các bạn đánh dấu cái chân mũi ở giữa vào nhá. Để tí nữa mình còn móc tiếp. Rồi, đây. Rồi lại tiếp tục móc hết tất cả mũi đơn cho tới cuối hàng. Sau khi các bạn móc hết đến cuối hàng thì ở nhà sẽ trượt mũi này. Rồi, và móc lên cho mình một mũi mắt xích. Nhớ là bây giờ mình lại xoay sang mặt phải. Đó, cứ sau mỗi một hàng là mình sẽ xoay ngược lại. Và bây giờ mọi người lại móc hết tất cả đều là mũi đơn tới vị trí có cái hình tròn tròn đấy. Thì mình lại hướng dẫn mọi người. Và chỉ cần khoảng một vài hàng nữa thôi thì là mọi người sẽ nắm được cái quy luật ấy. Thì mình lúc đấy mình sẽ cho mọi người tự móc nhé.
Mình đã móc hết tất cả đều là mũi đơn đến vị trí này, chỉ còn một chân mũi ở chỗ đánh dấu này này. Thì bây giờ các bạn lưu ý, với bạn nào mà không thay đổi màu lem hoặc là không thay đổi màu lem thì các bạn không cần làm cái bước này nha, cứ tiếp tục móc. Còn bây giờ với những bạn thay đổi màu lem thì sẽ chỉ móc tới vị trí này thôi. Rồi, sau đó các bạn lấy mấy cái sợi ở dưới lúc nãy đấy, lại kéo lên, kéo qua đây. Đó, cái sợi này các bạn đặt ngang ra này. Đó, sợi dưới này này, đặt ngang nó ra. Và lại bỏ cái chân mắt đánh dấu này ra và móc vào chân đánh dấu nhá. Lấy len lên này, móc vào đầu của chân đánh dấu này, móc lên và đưa qua hai sợi, móc lên và đưa qua hai sợi tiếp nhá. Làm thêm một lần nữa, móc lên và đưa qua hai sợi. Mũi thứ ba bị hỏng. Ok. Thế thì bây giờ các bạn sẽ có tổng cộng trên kim này là 3 cái chân. Đó, 3 chân như thế này. Thì các bạn lưu ý cho mình là với bạn nào mà móc len thường mà bé hơn thì sẽ móc 5 vòng nha. Còn bạn nào mà móc len to như thế này thì móc 3 vòng thôi là đủ rồi. Rồi, đó, bây giờ đưa qua 3 chân. À, đưa qua 4 chân chứ. Sorry mọi người. À, mình lại quên mất. Với những bạn nào mà không thực hiện đổi màu len thì sẽ đưa qua luôn. Nhưng mình còn phải đổi lại màu len chứ nhỉ? Mình quên mất đấy. Đấy, đến đây rồi. Thì mình dừng lại, mình lấy cái sợi len màu kia của mình. Đó, mình mới rút qua, đưa qua. Rồi, thế là mình đã hoàn thành xong cái phần sợi này. Thì bây giờ tiếp tục lại ở cái chân mũi bên cạnh này, mình lại móc mũi đơn. Ngay lập tức cái này, sợi này nó sẽ bị co lại. Thì các bạn lấy cái tay các bạn đẩy nó lên một chút. Đó, thấy chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ lại đánh dấu cái mũi đơn ở đây này, để tí nữa các bạn còn móc cái vòng ngược lại đấy. Vậy là mỗi một cái họa tiết này của mình ý, thì nó sẽ gồm hai vòng. Một vòng móc cái này và một vòng xoay ngược lại để móc thêm một mũi đơn ở trên. Như cái vòng vừa rồi nó có cái chân tím ở đây này. Đấy, bây giờ lại tiếp tục cái quá trình này thôi. Cái dây này các bạn lại vứt ra ngang nhá. Móc tiếp hết tất cả mũi đơn cho tới cuối hàng. Rồi, bây giờ mình sẽ không hướng dẫn mọi người nữa mà mình sẽ nói lại một chút cái quy trình nha. Bây giờ tiếp tục cả nhà sẽ móc cho mình đến hết cuối hàng, đến cái mũi này. Thì lại trượt mũi này, rồi móc lên một mũi mắt xích, rồi xoay sản phẩm lại nha. Để móc hết tất cả các vòng như cái vòng số 2 lúc nãy ở đây này. Đấy. Mỗi một họa tiết sẽ gồm hai vòng. Một vòng là như mình đang móc, là móc cái hạt này. Và một vòng sẽ là xoay ngược lại để móc lên trên. Đó, thì nó sẽ như thế này. Một họa tiết sẽ gồm hai hàng này mọi người. Họa tiết này mới được một hàng, tí nữa một hàng nữa sẽ xoay ngược lại. Sau mỗi một vòng các bạn nhớ xoay ngược lại và để móc cho đúng cái họa tiết nha. Các bạn hình dung nếu như các bạn không xoay lại thì cái họa tiết này nó sẽ nằm ở phía bên trong, thì nó sẽ không được. Đấy, họa tiết, vòng họa tiết luôn luôn là phải quay ở mặt phải. Mặt phải là như mình đang móc đây này. Mặt trái là sẽ như thế này. Rồi, sau khi các bạn móc xong được đến nửa ngực, mình nghĩ sẽ khoảng tầm 18 hàng. Ví dụ như này đã được 2 hàng, 3 hàng rồi. Thì mình nghĩ khoảng tầm 18 hàng ấy, tức là có 9 cái hình này. Thì khả năng là sẽ đạt được cái độ cao mong muốn. Thì lúc đấy mình sẽ có gì update với mọi người nha. Bây giờ mọi người sẽ cứ lặp đi lặp lại, không tăng không giảm số mũi, cứ móc lên thôi. Và phù hợp với cái size số kích thước của mọi người nhé. Sau khi mình đã móc được 7 hàng này mọi người, cho mọi người nhìn nhé. Đây là cái họa tiết của mình bây giờ.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hàng này. 7 hàng nhưng mà sẽ mỗi 7 hàng họa tiết thì mỗi hàng họa tiết sẽ gồm 2 hàng nhé. Các bạn thấy không? Một hàng này và một hàng này thì sẽ được một họa tiết này. Đó. Rồi. Bây giờ đang móc ở mặt trái này. Thì mình sẽ móc hết tất cả mũi đơn cho đến cuối hàng này. Đây. Đang móc ở mặt trái nha. Mình móc trả lại đấy. Đây. Đó. Rồi mình sẽ thực hiện là giảm mũi. Rồi, trượt mũi này. Móc lên một mắt xích và xoay sản phẩm lại. Là bây giờ đang ở mặt phải này. Thì bây giờ cái hình kia mình không móc nữa, thì mình cắt nó đi. Xong rồi tí mình giấu đi nhá. Mình sẽ cắt cái sợi này đi. Rồi. Bây giờ mình sẽ thực hiện giảm mũi để tạo hai cái phần khắp ngực. Thì cái số hàng này các bạn không nhất thiết là phải theo mình nha. Mọi người có thể áng chừng tầm khoảng nửa ngực của mình là được nhá. Bây giờ mình sẽ thực hiện móc phần thân. Những cái sợi len này tí nữa mình cắt đi là hết nhá. Đó, bây giờ mình sẽ móc ở mặt phải của sản phẩm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc một phần khắp ngực. Khắp ngực nó sẽ chia thành hai bên, một bên là sẽ từ bên này tới đây, một bên từ đây tới đây, đúng không? Thì bây giờ mình móc cái phía bên tay phải của mình trước. Các mũi đều móc là mũi đơn hết. Cái mũi đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình là mũi đơn nha cả nhà. Mũi thứ hai. Đó, mọi người cứ móc hết mũi đơn cho tới chân mắt mà đánh dấu thì các bạn sẽ dừng lại. Nhà móc hết mũi đơn thì các bạn thấy là tới chân mắt này. Đây là chân mắt đánh dấu này. Còn hai mũi cuối cùng mình sẽ thực hiện giảm mũi nha. Giảm mũi thì tức là lấy một lần này. Tiếp tục chân mắt bên cạnh này. Giảm từ hai mũi xuống còn một mũi. Rồi. Và bây giờ móc lên một mũi mắt xích rồi lại xoay lại. Tại chân này móc tiếp mũi đơn. Tiếp tục mũi đơn. Mũi đơn. Các bạn móc cho tới hai chân mũi cuối cùng ở hàng thì các bạn sẽ dừng lại cho mình nhé. Khi móc xong đến còn hai chân mũi đơn thì mình sẽ thực hiện giảm mũi tiếp. Móc lên một và mắt xích rồi lại xoay sản phẩm lại. Đó, mình lại tiếp tục móc mũi đơn ở dưới. Ở hàng số 2 này thì các bạn sẽ thực hiện là không tăng không giảm. Mọi mũi mắt xích đều thực hiện là mũi đơn cho mình nhé. Cho tới cuối hàng nha. Ok, đây là các chân mũi cuối cùng này. Móc lên một mũi mắt xích rồi lại xoay lại. Bây giờ mình sẽ thực hiện hàng giảm mũi. Mũi đầu tiên là giảm này. Đó. Các mũi còn lại lại móc bình thường. Vậy là bây giờ mình sẽ gần như là biết được cái quy luật của cái móc rồi, đúng không? Các bạn móc đến cuối hàng còn hai mũi cuối cùng thì dừng lại để giảm mũi. Đây là hai mũi cuối cùng thực hiện giảm mũi. Rồi, móc lên một mũi mắt xích. Vậy là bây giờ các bạn đã biết được cái quy luật. Hàng đầu tiên thì ở mũi đầu và mũi cuối sẽ thực hiện giảm. Hàng số 2 các bạn sẽ lại thực hiện móc như bình thường, tức là tất cả các mũi móc đều là móc mũi đơn rồi lại xoay lại. Đó, vậy là mình nhớ là cứ hàng lẻ thì mình sẽ giảm mũi,
Còn hàng chẵn thì mình sẽ giữ nguyên. Đó, hàng đầu tiên lúc nãy là mình giảm này, hàng số 2 là mình giữ nguyên, hàng số 3 là mình vừa giảm. Thế bây giờ hàng thứ 4 thì mình sẽ không giảm nữa mà mình móc hết, đều là mũi đơn. Và tiếp tục cái quá trình này, hết hàng này thì sang hàng thứ 5 thì các bạn lại thực hiện giảm ở đầu và cuối nha. Đó, rồi bao giờ các bạn giảm cho tới khi được cái chiều dài của phần ngực như mọi người mong muốn, và cũng như là để tạo cái phần dây ý, thì mọi người sẽ dừng lại nhé. Tí nữa mình sẽ update cho mọi người xem là mình sẽ giảm đến hàng còn bao nhiêu mũi nha. Ok rồi, sau khi mà mình giảm thì hình như là mình giảm 15 hàng hay sao ấy, thì mình còn 3 mũi mắt xích ở đây. Được 3 mũi mắt xích này rồi nhá. Thì mình muốn cái dây áo nó nhỏ hơn ý, thì mình móc lên một mũi mắt xích này. Và mình giảm cho còn 2 mũi thôi. Đây. Đây mũi này. Và mũi này thì làm lại. Thế thì bây giờ các bạn sẽ móc tiếp, cứ xoay lại thôi, móc như bình thường, để cho cái dây áo nó dài hơn. Đó. Bây giờ cái dây áo này thì các bạn sẽ móc dài bằng cái độ dài lưng của mọi người luôn nha. Đây, tức là bây giờ mình sẽ móc một cái dây áo rất là dài, móc sau đó để dài và đính luôn gập vào đây. Đó, đính vào đây luôn. Tức là mình làm cái áo lưng thì chỉ đến đây là được rồi, hở lưng nha, nó chỉ đến đây thôi. Còn phần phía trước này là mình có hai cái cúp để che ngực, thế là được rồi. Còn nếu như mà bạn nào vẫn muốn thích làm kiểu áo mà ở đằng sau cũng có cái miếng tam giác ấy, thì mình sẽ móc tương tự như vậy, thêm một miếng nữa ở đây, nối lên đây. Nhưng mà mình thì mình sẽ móc lại hở lưng. Đó. Cho nên là mình chỉ móc dùng đến đây thôi. Và móc lên. Bây giờ các bạn sẽ móc sao cho cái độ dài dây nó tương ứng với phần lưng của mọi người nhá. Để cho nó phù hợp. Hoặc là mọi người có thể thiết kế dây để buộc cổ cũng được, cũng rất là xinh. Thì cái dây thì mình nghĩ là nó dễ thiết kế thôi. Còn mình thì mình sẽ thiết kế kiểu đơn giản, là làm luôn vào đằng sau. Móc hai mũi mắt xích cứ thế. Móc hết thật là dài nhá. Rồi tí nữa sau khi móc xong, mình sẽ hướng dẫn mọi người làm phần tam giác ở bên tay trái nữa, là cũng gần như là xong cái sản phẩm rồi đấy. Xong. Bây giờ như thế này, sau khi mà mình đã thực hiện xong cái dây áo của mình thì mình hướng dẫn mọi người cái cách đo chiều dài nha. Thông thường ấy, khi mà mình đo chiều dài của cái này nó sẽ rơi vào khoảng 15 inch, tức là đây này. Đây là đơn vị inch đây này mọi người, trên cái thước dây ấy, ở cái dây này nó rơi vào khoảng 50 cm. Thì đây là hơi dài rồi nhá. Với những bạn nào mà lưng ngắn hơn thì không đến mức dài như vậy. Thì mình hướng dẫn mọi người đo một chút nhá. Ví dụ như đây là cái miếng tam giác của mình, tí nữa mình sẽ khâu ra mặt sau này đúng không? Thì cái độ dài mà ở phía mặt trước ấy, tới tam giác ngực này này, nó sẽ rơi vào khoảng 5 inch là sẽ vừa. 5 cho tới 4 inch. Ví dụ như thế này, là tí nữa mình đính vào. Thì đây là cái phần dây mặt trước này, và đến cái cúp ngực này thì mình sẽ đo nó rơi vào khoảng tầm 4 đến 5 inch. Tại vì cái len này nó có cái độ giãn ấy. Nhưng mà các bạn tuyệt đối đừng có để cho nó quá là chặt nhé. Không phải đến lúc là cái dây áo sẽ như thế này sẽ rất là xấu đấy. Thì mọi người làm thế nào để căn cho nó phù hợp thì mình gợi ý cái số đo thế thôi. Còn lại là do mọi người tùy chỉnh. Còn nếu như mọi người sợ vấn đề đó thì mình hướng dẫn mọi người một cách, đó là có thể làm cái dây áo dài hơn. Sau đó mọi người sẽ đính ở đây một cái cúc này, tức là mình sẽ không gắn liền mà mình sẽ đính một cái cúc. Sau đó là bao giờ mình mặc đến nấc nào thì mình sẽ cài vào nấc đấy. Mọi người hiểu ý mình không? Thì nó sẽ phù hợp hơn là nếu như mà mọi người không biết đo. Thế còn nếu đo được rồi thì tốt hơn, nó sẽ liền vào luôn. Còn với những bạn mà là để phù hợp cho mọi người luôn ấy, thì là mọi người nên làm như vậy rồi nhá. Thế sau khi bây giờ mình đã làm được cái dây dài như thế này thì bây giờ mình sẽ đính vào phía sau. Thì cách đính các bạn cũng sẽ làm kéo lên như thế này thôi.
mọi người cố gắng để cho nó thẳng ra và xác định vị trí mũi để khâu vào. Mọi người có thể đếm vị trí mũi ở đằng trước này này cũng được này. 1, 2, đây nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Thì nó sẽ là ở cái dây này luôn đúng không? Thì mình cũng đếm ở đây khoảng 10 mũi. 2, 4, 6, 8, 10 thì nó sẽ là ở đây. Đấy mọi người thấy không? Thì nó sẽ thẳng lên ở trên luôn. Như thế này. Đấy, đính như thế này. Thì nếu như mà ai khó nhìn, mọi người có thể đánh dấu vào. Đánh dấu cái mũi dấu vào. Như thế này. Rồi, thế bây giờ khâu nó vào như thế nào? Thì mọi người có thể dùng kim khâu, hoặc là có thể trượt luôn trực tiếp vào. Thì bây giờ mình sẽ dùng kim khâu hoặc là mũi trượt nhá. Tại vì bây giờ cái máy của mình nó quay hơi thấp ấy, thế nên là mình không có thể quay nó thoải mái hơn ấy. Bây giờ mình nên làm thế nào để quay cho mọi người nhìn được nhỉ? Đây là cái mũi điểm bắt đầu này. Mình nhớ là nếu như mà mình có trượt thì mình sẽ lộn mặt ra nhá. Mình lộn mặt trái ra. Thì đây là cái dây. Nhớ là làm để nó đúng mặt nhá, không là nó xoắn đấy. Đây là mặt trái dây của mình. Đấy. Thì mọi người có thể là nhớ cái mũi này. Móc lên một mũi mắt xích này. Sau đó là xoay lại này. Đâm vào mũi ở đây này. Mũi ở đây. Kéo này. Xong rồi trượt qua. Và mũi bên cạnh. Kéo trượt qua. Các bạn làm để cho nó thật là chắc chắn. Sau khi các bạn trượt xong thì mình sẽ cắt đi. Và mình sẽ thực hiện là khâu nó vào cho nó chắc chắn ở phần cuối này nhá, chứ đừng có để không như thế này. Đấy, thì bây giờ mình lộn lại. Bây giờ mình sẽ lộn ngược lại. Thì cái phần dây này các bạn sẽ thấy là nó sẽ đang rất là lỏng lẻo, cho nên mọi người sẽ phải khâu vào các vị trí để cho nó gắn liền vào nhá. Và tí nữa mình sẽ còn phải khóa xung quanh, cho nên là mọi người cũng đừng lo nó sẽ bị bật ra nhá. Mọi người biết một điều thần kỳ gì không? Lúc nãy trước khi mình khâu ấy, mình đã quyết định rồi là mình sẽ kiểm tra thật là kỹ. Nhưng mọi người nhìn nhé, nhìn nhé, cái dây áo của mình nhé. Cuối cùng vẫn bị xoắn này. Trời ơi. Trong khi mình vừa khâu xong thì cuối cùng phát hiện ra nó bị xoắn. Bây giờ lại phải tháo ra và làm lại. Bực thật. Ok, đây là cái phần này mình đã nối xong. Mọi người đừng thấy nó lỏng lẻo nhá, tí nữa mình còn làm viền xung quanh nữa thì nó sẽ chắc chắn hơn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái phần cung ngực ở bên tay trái. Thì bây giờ mình sẽ lại bắt đầu dùng cái kim móc kia. Điểm bắt đầu thì sẽ từ bên này. Đây, đây là cái kim móc đánh, cái chỗ đánh dấu ấy. Thì điểm bắt đầu sẽ là cái bên cạnh. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện bắt đầu nha. Các bạn có thể bắt đầu từ phía bên này đi. Các bạn sẽ đếm nhá. Số mắt xích lúc nãy nhớ là đánh dấu cho nó bằng nhau. Ví dụ như bên này là đầu tiên lúc nãy mình móc ở phía dưới có 19 mũi bính. À 19 mũi mắt xích, cho nên mình sẽ đếm là đủ 19 mũi. Không là áo sẽ bị lệch nha. Đây, 1 này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. 19 ở cái đứa này. Các bạn xoay lại. Xoay về phía ngược lại nhé. Đây. Bây giờ mình sẽ nối nó vào nhé. Đây là mặt sau của áo nha. Có thể là mọi người chốt cái dây này vào ở đây đã. Móc lên một mũi mắt xích này. Vị trí đầu tiên là móc mũi đơn đúng không? Các vị trí khác cũng móc mũi đơn. Móc mũi đơn cho tới khi nào mà các bạn đến trước cái chân đánh dấu thì các bạn sẽ thực hiện giảm. Nhớ chưa?
Đó. Khi mình móc hết thì đây là cái chân mũi ở giữa này, mình vừa vứt nó ra. Đây là chân mũi mình đã móc này. Thì còn hai chân cuối cùng các bạn sẽ thực hiện là giả mũi. Rồi, móc lên một mũi mắt xích và xoay lại. Sau khi mà mọi người đã xoay được lại sản phẩm thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hàng như sau. Các mũi mắt xích đầu tiên thì mọi người nhớ là lúc nãy á, mình có móc ở đây là mũi giảm đúng không? Xong rồi mình xoay lại móc hết mũi đơn, đến cuối hàng mình mới giảm. Thế thì bây giờ cũng như vậy. Sorry mọi người, để mình lấy lại, đang bị tuột. Các mũi đầu tiên mọi người sẽ móc hết mũi đơn cho mình. Móc cho tới cuối hàng thì mình thực hiện một mũi giảm nhé. Đó, đây là gần tới cuối hàng rồi này mọi người. Thì hai cái mũi cuối cùng các bạn sẽ thực hiện là giảm. Rồi, móc lên một mũi mắt xích và xoay lại. Với hàng này mọi người sẽ móc là không tăng không giảm, móc hết tất cả đều là mũi đơn nhé, cho tới cuối hàng luôn. Và chuẩn bị vào chu trình vòng lặp giống như ở bên kia. Là mọi người nhớ không, hàng này mọi người sẽ không tăng không giảm, đến hàng sau thì mọi người sẽ giảm cả trước cả sau, tức là hai mũi cuối giảm, hai mũi đầu cũng giảm. Sau đó vòng tiếp theo nữa thì mọi người lại móc là không tăng không giảm như vòng mình đang móc này. Đây bây giờ mình móc xong rồi, mình sẽ cho mọi người xem minh họa một vòng nữa nhé. Đây, đến cuối hàng này, không tăng không giảm xong rồi này. Thì bây giờ móc lên một mũi mắt xích này, rồi xoay lại. Vòng này thực hiện là giảm. Giảm cả đầu cả cuối. Giảm này, móc hết mũi đơn, đến cuối cũng giảm. Rồi xoay lại thì lại không tăng không giảm giống cái hàng dưới. Rồi lại giảm đầu giảm cuối. Và lặp lại vòng lặp cho đến khi được 3 mũi đơn thì mình lại hướng dẫn tiếp nha. Sau khi mà mình móc giảm mũi khi chỉ còn mỗi 3 mũi mắt xích thì giống bên kia đúng không? Thì mình nhớ là có phải là mình sẽ giảm xuống còn 2 mũi thôi đúng không? Bây giờ mình sẽ giảm tiếp một mũi nữa và móc thêm một mũi nữa, vậy tổng cộng là có 2 mũi. Bây giờ lại tiếp tục móc cái dây sao cho nó dài bằng cái dây quai áo ở bên kia nha cả nhà. Xong rồi mình lại thực hiện đếm số mũi để khâu nó vào y như ở bên này. Đó, y như bên này luôn, dài bằng như này và khâu vào bên này. Thì tí nữa sau khi mà mọi người đã làm xong, thực hiện đính xong, tại vì nó tương tự nên mình không hướng dẫn nữa. Thì nói chung là cái áo cũng đã sắp xong rồi, mình sẽ hướng dẫn mọi người viền phần viền áo nữa là xong nha. Rồi, bây giờ mọi người sẽ móc tiếp nha. Sau khi mà móc xong cái áo rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người móc viền áo nha. Móc viền áo thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái kim móc nhỏ hơn nhá. Kim móc nhỏ hơn của mình là 4.5. Mà ngay từ đầu mình móc cái phần dưới này này. Các bạn có thể sử dụng màu len tương đồng hoặc là một màu len khác có thể phối nhé, thì tùy mọi người. Mình sử dụng màu tím nhạt. Vị trí bắt đầu sẽ là cái chỗ giữa này này. Bên tay trái, bên tay phải đều được nhé. Mình sẽ móc viền xung quanh đây và phía này, tương tự như ở phía nửa bên kia. Bây giờ mình móc ở phía bên tay trái trước. Mình sẽ đưa len vào. Móc lên một mũi mắt xích này. Rồi, bây giờ tất cả các mũi mắt bên cạnh các bạn móc hết mũi đơn cho mình. Cái phần ở phía sau lưng áo là mình đang móc viền đây này, thì các bạn sẽ móc như vậy. Tí nữa đến đoạn dây áo thì mình sẽ hướng dẫn một chút thì mọi người sẽ hình dung ra ngay nhé. Đây, chuẩn bị tới dây áo rồi. Đó, vậy tới dây áo này thì các bạn móc ở dưới này và móc vào cạnh của cái này. Thì đây là lý do tại sao mà lúc nãy mình bảo mọi người là không cần lo lắng
tại vì mình sẽ móc viền ấy thì nó sẽ khóa được lại, nó sẽ không bị rơi ra đâu, tức là nó bị lỏng quá đó. Sau đó mọi người móc lên trên dây áo. Sau khi mọi người móc xong này, móc hết xung quanh cái viền này thì mọi người sẽ móc đến ra phía ngoài này thì móc lại đây. Đó, thì nó lại quay trở lại cái mũi mắt xích đầu tiên này. Thì bây giờ mình đang móc ở phần viền phía ngoài này nha. Mọi người thấy không? Cái dây của nó sẽ nối tiếp như thế này. Đó, là mình đang móc này. Rồi nhá. Sau khi móc xong phía này thì mình sẽ móc sang phía này. Lại móc sang nửa phía này, phía bên trong. Đó. Và móc xuống dưới đây. Đó. Thì xong rồi mình lại nối sang bên này và ở phía bên tay phải này. Vậy tổng cộng mình sẽ có 4 mé. Mé thứ nhất là bên tay trái của nửa ngực bên tay trái, bên tay phải nửa ngực tay trái, rồi thì bên tay trái của bên phải và bên phải của bên tay phải, là 4 mé. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người móc đại diện một bên thôi nhé. Sau đó là các bên khác mọi người sẽ móc tương tự cho mình nha. Sau khi mà mình móc xong hết phần viền thì mình đã trượt mũi rồi nha các bạn. Thì mọi người thấy là mình móc hết phần viền nó như thế này. Rồi, móc lên một mũi mắt xích này. Và tại vị trí đầu tiên đó các bạn móc tiếp cho mình một mũi đơn. Và móc lên 3 mũi mắt xích. Bây giờ mình sẽ tạo cái phần viền nhé. Các bạn sẽ móc vào chân mũi số 3. Chân mũi số 3, đây. Trượt qua. Và bây giờ thực hiện móc ở hai chân mũi bên cạnh, hai mũi đơn. Ok. Kiểu họa tiết nó sẽ như thế này. Chân bên cạnh sẽ móc mũi đơn và móc lên 1 2 3. Và lại trượt vào chân mũi số 3. Kéo qua, móc tiếp 2 mũi đơn, chân bên cạnh lại móc 1 mũi đơn, rồi móc lên 3 mũi mắt xích, rồi móc vào chân mắt số 3, trượt, lại tiếp tục 2 mũi đơn, thế là các bạn sẽ hoàn thành hết vòng này thì sẽ được phần viền của chiếc áo lót rất là xinh và điệu nha cả nhà. Bây giờ các bạn sẽ lặp lại quá trình như thế này nhé. Cứ móc 2 mũi đơn thì mũi tiếp theo sẽ móc họa tiết. Đây, mình sẽ móc họa tiết 2, 3. Rồi trượt vào chân mũi số 3. Rồi lại 2 mũi đơn. Và móc cho tới cuối hàng và trượt. Thì mọi người sẽ được cái phần họa tiết đầu tiên của phần viền. Các bạn cắt len đi và giấu cái sợi len nhé. Là các bạn sẽ được phần viền áo. Rồi, đây là phần viền áo. Các bạn hình dung không? Đây là cái nút mình móc nhé. Thì nó nằm ở bên này. Đó, thế bây giờ các bạn sẽ móc thêm tương tự như vậy. Với lại ở phía bên này. Đây này, đây nhé, nó như này. Thì các bạn móc tiếp về bên này. Bên tay phải. Ngoài cùng, giống như thế này. Thế còn hai cái phần tam giác ở giữa thì
thì tí nữa cái đoạn này mình sẽ phải hướng dẫn mọi người lại nha. Thì bây giờ các bạn sẽ móc cho mình thêm một phía nữa ở bên tay này. Đó. Thế còn bên này là mình móc rồi này. Bây giờ các bạn móc tương tự như vậy bên này. Còn hai cái đoạn ở giữa gần ngực nhất là mọi người sẽ để lại nha. Tí nữa mình hướng dẫn mọi người cái đoạn này nhé. Ok, sau khi mình móc xong viền phía bên này và viền phía bên này, thì bây giờ mình sẽ móc phần viền giữa. Phần viền giữa thì các bạn sẽ móc bắt đầu từ vị trí nào cũng được nha. Mọi người sẽ chạy xung quanh đây. Đấy, cho đến hết cái dây này, dây áo này, ra đến đằng sau lưng này, và lại chạy sang bên này. Đó. Rồi chạy đến đây, và chạy đến điểm kết thúc. Đó, mình sẽ chạy một vòng luôn. Và với cái phần này thì mình sẽ móc phần len có màu tương ứng với màu áo. Tức là mình sẽ không làm viền như thế này, và mình chỉ chạy một đường để khóa nó lại như thế này. Thì mọi người thấy là nó sẽ chắc chắn hơn. Đấy, thấy không? Còn phần này mình chưa móc này, thì nó sẽ như thế này. Còn đây là phần mình đã móc mũi đơn xung quanh này. Các mũi thì vẫn như vậy. Thế thì bây giờ sau khi mình móc tới bên này rồi, mình móc hết chạy viền bên này rồi, mọi người thấy không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người ở phần chữ V này nhé. Chữ V này thì cũng đơn giản thôi. Mọi người cứ móc xung quanh đây đều mũi đơn thôi nhé. Đó. Không có vấn đề gì. Mình sẽ móc hết đến cuối hàng cho mọi người xong rồi nhìn sản phẩm luôn nhá. Cũng đã sắp hết đến cuối rồi. Đó, vậy là mình khóa xong phần viền áo. Tới đây là trượt vào chân mũi đầu tiên này. Và mình sẽ thực hiện móc lên rồi cắt len đi và giấu nó vào. Thì đây chính là chiếc áo mà mình đã hoàn thành xong. Các bạn sẽ giấu nó đi thôi. Dùng kim khâu nhé. Vậy là xong cái áo rồi. Trên đây là toàn bộ quá trình mình hướng dẫn mọi người móc chiếc áo này nha. Hy vọng mọi người sẽ móc được một chiếc áo thật là xinh. Nếu như mọi người không muốn sử dụng chất liệu len như thế này mà muốn sử dụng những loại len mát hơn dùng cho mùa hè thì cũng đều có thể được nha. Và cách móc thì vẫn tương tự thôi. Hy vọng là mọi người sẽ làm được những chiếc áo rất là xinh mặc trong mùa hè này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hãy like và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye.